Chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi có một cái sáng kiến sẽ đưa cho quý vị và các bạn một cái thông tin đại diện ủy quyền khởi kiện. Thưa quý vị và các bạn, có một cái câu chuyện như thế này để chúng ta biết được rằng là đại diện ủy quyền khởi kiện. Đại diện ủy quyền khởi kiện không có nghĩa rằng là mình ký tên trong giấy khởi kiện, nhưng mình sẽ đi toàn bộ cái quy trình khởi kiện để mà mình giúp một cái nguyên đơn trong cái quá trình khởi kiện. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện sáng nay là như thế này. Có một bạn trong chương trình Dân ta phải biết luật ta điện đến: chị, em có một người bạn và em cho người bạn đó vay tiền. Mà chị biết không, tiền không phải là tiền của em mà tiền của người thân của em. Thiệt với chị á, rằng là một trong những bốn cái mà tứ đại kỵ ở trong cái quy định của pháp luật á, là làm mai lãnh nợ các khu cầm chầu thì em bị rồi đó chị ơi. Tôi bảo thì bây giờ khởi kiện thôi. Thì trong trường hợp này khởi kiện sao quý vị? Bây giờ luật sư sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn nha. Sau khi mà cái vị khách hàng đó mô tả rằng là mặc dù là chính bản thân mình cầm tiền để cho người bạn vay, tuy nhiên là chủ thể trong cái giấy tờ vay đó, trong cái giấy tờ vay đó là người thân của mình. Vậy thì tôi bảo rằng là hồi xưa mình đã một lần mình dở rồi. Tôi không sử dụng cái từ tiêu cực, mình dở rồi. Thì thôi bây giờ trách nhiệm thì mình phải làm cho trót. Nếu trong trường hợp cái người bạn đó không trả tiền mình, thì không trả tiền cho người thân mình, thì mình cầm cái đơn mình đi kiện. Thưa quý vị và các bạn, đó là một cái câu chuyện mà đại diện ủy quyền khởi kiện ở tòa. Trong cái đơn khởi kiện thì chắc có lẽ là tôi sẽ không nhắc lại, vì tôi đã có những cái đơn khởi kiện ở tòa tranh chấp hợp đồng vay tiền rồi. Hôm nay thì tôi cũng muốn nói cho quý vị và các bạn là cái quy trình khởi kiện tại tòa. Nguyên đơn là người thân của mình trên cái giấy vay tiền các bạn ạ. Trên cái giấy vay tiền là người thân của mình nhé. Rồi bị đơn là người bạn mà mình đưa tiền cho họ vay. Và sau khi đại diện ủy quyền nộp đơn khởi kiện ở tòa, rồi mình sẽ đi đại diện toàn bộ. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn mình sẽ là người biết rõ toàn bộ cái câu chuyện. Mình là một cái mắt xích trung gian, có thể có phí hay không phí mình không biết nha. Mắt xích trung gian giữa cái người vay tiền và người cho vay. Và thực sự mình đang ở vai trò là nguyên đơn, đại diện ủy quyền của nguyên đơn. Một cái quy trình khởi kiện giống như bất cứ một cái quy trình khởi kiện nào khác. Ví dụ trong trường hợp này, người thân của mình đến tòa khởi kiện. Cái người mà nhận tiền đó, người đi vay đó, tuy nhiên rằng người thân bảo tôi không biết, chuyện này là chuyện của mày, mày là người đưa tiền thì mày phải có trách nhiệm lấy lại cho tao. Và các bạn biết không, và một cái niềm tin rằng mình là người cho vay, mình hiểu cái câu chuyện và có cái chứng cứ là chứng từ giấy vay tiền. Thưa quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn sẽ nói rằng luật sư ơi, sao cứ nhai đi nhai lại cái việc vay tiền. Thưa quý vị và các bạn, khó lắm. Đại diện ủy quyền trong cái vụ kiện về thừa kế, đại diện ủy quyền trong cái vụ tranh chấp hợp đồng vay tiền và bất cứ một cái đại diện ủy quyền nào khác, nhân danh của nguyên đơn, đại diện nguyên đơn làm cái công việc nào đó. Tôi tiếp thêm một cái câu chuyện cho quý vị và các bạn được rõ nha. Tôi có một cái người khách hàng là như vậy đó. Bà có con cần cái số tiền để đi xuất khẩu lao động. Và khi xuất khẩu lao động như vậy thì do nhà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có sổ đỏ, cho nên bà mượn mẹ ruột của bà. Bà mượn mẹ ruột của bà để đi thế chấp lấy một cái số tiền đưa cho con để đi xuất khẩu.
Tuy nhiên rằng là bây giờ khi đã mượn được tiền, khi đã vay được tiền của người đó rồi, thì người đó bắt buộc phải ký cái hợp đồng chuyển nhượng. Mà thực tế thì không ai ngờ được sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, người ta đã chuyển nhượng qua người thứ ba. Ba mẹ thì lớn tuổi rồi, ba mẹ không thể nào biết được cái câu chuyện là tao chỉ cho mày mượn giấy thôi. Và bây giờ đang khởi kiện ở tòa. Thì chính cái vị đó đó, cái vị mà đứng ở giữa đó, mượn giấy tờ của mẹ đi vay tiền, và bây giờ vay tiền rồi, người ta bắt buộc phải ký hợp đồng chuyển nhượng và ký cho người ta. Rồi người ta đã sang tên đăng bộ bán chuyển nhượng lại cho người khác. Chính bản thân chị phải đi khởi kiện ở tòa. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ trong từng góc của kiến thức pháp luật cơ bản, tôi muốn cho quý vị và các bạn hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Và trong cái loạt đại diện ủy quyền tham gia tố tụng ở tòa, đó là một trong những cái mắt xích mà nếu như chúng ta là những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, chúng ta phải hiểu. Và chủ thể của nguyên đơn, mặc dù chúng ta là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, tuy nhiên là cái mà trong toàn bộ cái câu công, cái việc mà kiện tụng, chúng ta là người hiểu hơn ai hết. Và đây là cái nghĩa vụ mà chúng ta phải thực hiện. Trong cái ví dụ thứ nhất á, cái chị khách hàng của tôi, chị phải đi kiện, phải đi lấy lại tiền cho chị của chị, cho người thân của chị. Trong cái vụ kiện thứ hai, rằng là cái bà khách hàng của tôi, bà phải đi kiện tụng ở tòa để lấy lại cái sổ đỏ, lấy lại cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mẹ của bà. Đại diện ủy quyền là nhân danh và làm việc một cái gì đó nha quý vị và các bạn. Tránh những cái trường hợp là mình không biết, cho nên mình nghĩ rằng là bây giờ, hồi xưa thực sự ra là mình có cho họ vay đó, nhưng mà giờ mình không biết làm sao. Mình phải có trách nhiệm ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong cái toàn bộ cái hướng dẫn thì tôi cũng sẽ đưa cho quý vị và các bạn một cái gói hướng dẫn về hợp đồng vay tiền, gói về hướng dẫn về hủy giấy, gói về hướng dẫn về thừa kế. Nếu quý vị và các bạn có những cái nhu cầu, các bạn có những cái cần phí nhỏ nhỏ để cho khỏi cần phải xem chỗ này một chút xíu, chỗ kia một chút xíu, thì chúng ta hãy chủ động liên lạc với luật sư qua số điện thoại là 0903 392 861 để có thể mua được những cái gói hướng dẫn khởi kiện, chia thừa kế, hủy giấy, và thậm chí làm những cái dịch vụ pháp lý như là kết hôn, ly hôn có yếu tố nước ngoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.